Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo thì xin trả lời câu hỏi của anh chị trên kênh YouTube cũng trên kênh Zalo có nhắn tin hỏi mình là em đánh phong tiếng Việt ở trong phần mềm My Rotation dùng Unicode thì hôm nay em đánh không được, bình thường thì đánh bình thường, nhờ thầy cách xử lý như thế nào. Rồi sau đây tôi vào phần mềm My Rotation tôi hướng dẫn luôn nha. Giả sử đây là xã Phước Minh nha, copy nè, dán nè, rồi mấy em đó là đánh Unicode nè ha. Đó, đây nè, kiểu gõ là Unicode, tôi chỉnh cho nó 3 nha. Rồi nhấp đôi vô nè, là quyến chữ với Trần Nhật Khánh nè, nó không ra thấy không. Rồi xong thứ hai là thăm đồng mình này, thăm đồng mình nha. Rồi như đây kiểu gõ với Unicode, bản mã với Unicode, kiểu gõ là Talet nha, cũng không được luôn nha. Rồi cách xử lý như thế nào, rồi tắt nha. Rồi ta vào phần mềm Unicode nè, bấm phải nè, kết thúc nè, đó thấy không, đây đó, ta mở nó bùng nè, mở lên bấm chụp phải đây nè, chạy run nha, run đặt pin nha. Rồi bấm ok, đóng hạ màn xuống vào lại bình thường nha. Rồi đầu tiên vô ta coi kiểu gõ trước, rồi bản mã, đây là bản mã Unicode kiểu gõ Talet nha. Rồi nhấp đâu vô ngay đây nè, là bấm cho thanh mình nha. Rồi đi Trần Nhật Khánh, đi ăn đồng bào chơi, đi ăn mặt có dấu được. Rồi thấy không, cái này tắt đi, tại vì cái kiểu này là của thằng tiêu chuẩn Việt Việt Nam 3 rồi nha. Đánh vô rồi, như này là tiêu chuẩn Việt Nam 3 là chính xác rồi nè, là kiểu của nó nha. Bắt đầu vô đi đặt Trần Nhật Khánh nha. Đó rồi, ví dụ đây Nguyễn Thị Thu Oanh, nó thấy được không. Giả sử lấy một cái tên nào lại coi, tên là Hiếu Minh, nó được mà các bạn thấy không. Đó rồi, cảm ơn các bạn đã nghe nha, chúc các bạn thực hành thành công nha.